khi chúng ta sử dụng Revit này, hay là cái giá trị cốt lõi của mô hình thông tin công trình BIM ấy, đó chính là các cái bảng thống kê nó không chỉ thuần túy là dữ liệu 2D không thôi, mà nó còn có cái liên kết sống giữa các con số này với mô hình thực tế của chúng ta. Để thực thi được việc đó, các bạn hãy làm như sau. Đầu tiên, thẻ view ô Windows, các bạn hãy chọn câu lệnh là Close Inactive. Mục đích của tôi là sẽ đóng lại hết tất cả các cửa sổ mà mình đã mở ra và chỉ để duy nhất còn lại cửa sổ là E-Terminal Schedules ở đây thôi. Tiếp theo, tôi sẽ nhấp đúp chuột vào HVAC Floor Plans Level 1 Platinum. Mục đích của tôi là sẽ sắp xếp Solar hai khung nhìn này, thay đổi trong bảng thống kê nó sẽ phản ánh trong mô hình như thế nào. Các bạn dê chuột sang thẻ view ô Windows và chọn câu lệnh là Try Views WT. Mục đích là để sắp xếp Solar hai khung nhìn này. Các bạn hãy quan sát tôi thực thi này, thay đổi trên bảng thống kê sẽ ảnh hưởng đến mô hình như thế nào. Các bạn hãy tập trung vào cái văn phòng Office 101 này đang hiển thị màu đỏ đấy đúng không ạ? Trong bảng thống kê cái lưu lượng này đang là 150 lít trên giây, nhưng mà theo tính toán nó chỉ là 95,4 lít trên giây thôi. Ở đây tôi sẽ thay con số này là 120 lít trên giây. Enter. Vậy thì các bạn để thấy này, với cái miệng gió mà cung cấp lưu lượng khí tươi là 120 lít trên giây, cái con số tính toán theo tiêu chuẩn ấy, là không gian này chỉ được phép cấp là 95,4 lít trên giây thôi. Dung sai giữa hai giá trị này là 24,6, nằm trong phạm vi là cộng trừ 35, dẫn đến ô này, cột H này không còn màu đỏ nữa mà đã chuyển sang màu trắng. Điều đó có nghĩa là không gian này sử dụng miệng gió có công suất 120 lít trên giây đã phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế mà chúng ta áp dụng. Và khi chúng ta thay đổi con số 120 lít trên giây cột flow này, các bạn chọn là cái miệng gió ở trong mô hình thiết kế, thẻ properties trường mechanical flow, tham biến flow đã nhận giá trị là 120 lít trên giây. Tức là gì? Tồn tại một mối liên hệ sống giữa dữ liệu trong bảng thống kê và các thuộc tính của đối tượng mình bố trí trong mô hình hay trên mặt bằng của dự án.